Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, từ xưa đến nay ở Ấn Độ vẫn luôn tồn tại chuyện trọng nam khinh nữ. Những người phụ nữ trong xã hội Ấn Độ được xem là ở tầng lớp kém hơn đàn ông. Vì vậy, nên đã có rất nhiều bất công xảy đến với họ trong bạo hành, lạm dụng và có khi là bị hãm hiếp công khai. Hiện nay đã có rất nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em và phụ nữ được thành lập ở Ấn Độ. Họ ngày ngày lên tiếng và đấu tranh cho những số phận phụ nữ bị vùi dập. Nhưng dù có đấu tranh thế nào thì ở đây hàng ngày vẫn diễn ra những điều bất công mà có những chuyện đến người nghe còn không thể tin nổi, như những câu chuyện dưới đây mới chỉ lột tả phần nào mặt tối về xã hội còn đầy định kiến của Ấn Độ. Một câu chuyện tưởng chừng như khó tin lại xuất hiện trong xã hội hiện đại. Ẩn tình trong câu chuyện này khiến nhiều người phải tự đặt câu hỏi là tại sao con người có thể bại hoại nhân cách đến như vậy? Những kẻ được nhắc đến là chủ một khách sạn ở thành phố Ratkot, Ấn Độ, bị bắt cùng với vợ và con trai vì đã ép nàng dâu quay phim khiêu dâm rồi đăng lên mạng xã hội để kiếm tiền. Gã chủ khách sạn biến thái cùng với vợ và con trai đã bị cảnh sát chống tội phạm mạng thành phố Ratkot bắt với cáo buộc ép con dâu 21 tuổi đóng phim người lớn, sau đó chia sẻ video lên nhiều nền tảng mạng xã hội để kiếm tiền. Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi nạn nhân trình báo cảnh sát. Theo đơn tố cáo, cô gái bị nhà chồng quấy rối trong khoảng 4 tháng khi cô phải đối việc quay video khiêu dâm. Chồng cô dọa giết nếu vợ không chịu hợp tác. Cảnh sát cho biết mẹ chồng của nạn nhân cũng ép buộc cô phải tuân theo yêu cầu vô đạo đức này. Nạn nhân viết trong đơn khiếu nại, bố chồng đã lắp camera quan sát trong phòng tôi. Khi những khoảnh khắc thân mật của vợ chồng tôi được camera ghi lại, ông ấy xem nó trên một màn hình được lắp đặt trong phòng riêng. Nạn nhân cũng từng được đưa đến một khách sạn nơi cô bị chồng và bố chồng ép biểu diễn để quay video. Khoảng một tháng trước, gã chủ khách sạn nói với con dâu rằng họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu cô đăng ảnh khỏa thân của mình lên một trang web đen. Khi cô phản đối, ông ta nói gia đình cần cô giúp đỡ, cô có thể che mặt bằng khẩu trang và không bị đụng chạm cơ thể. Theo cảnh sát, hai cha con kẻ biến thái còn phát trực tiếp hình ảnh nạn nhân trên trang web đó. Không chịu đựng nổi cuộc sống địa ngục đó, cô gái kể mọi chuyện với bố mẹ đẻ và viết đơn tố cáo Cảnh sát cho biết bố mẹ chồng và chồng cô sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh như hiếp dâm, hiếp dâm tập thể, bạo lực gia đình, đe dọa hình sự, vi phạm quyền riêng tư cơ thể, xuất bản hoặc truyền tải tài liệu có hành vi khiêu dâm dưới dạng điện tử. Thưa quý vị, câu chuyện trên chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những trường hợp phụ nữ bị ép buộc lừa dối. Có những người không chỉ bị lừa dối về thể xác mà còn lừa cả về tiền bạc, tài sản. Nhiều người đã chọn cách nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng có nhiều người dám đứng lên tố cáo và đòi lại công bằng cho mình. Câu chuyện của cô gái dưới đây thực sự khiến nhiều người phẫn nộ bởi người chồng mà cô đã lựa chọn tin tưởng, đã ôm tất cả tài sản và của hồi môn của cô, rồi bỏ trốn. Nhưng cô gái này vẫn còn may mắn hơn với nhiều người trong trường hợp khác, bởi có những cô gái còn bị giết chết chỉ vì vấn đề của hồi môn khi đi cưới chồng. Cô Nilam Rani sinh sống ở bang Punjab, Ấn Độ kết hôn với Gorakuma chỉ 45 ngày trước khi anh ta mang theo tất cả tiền mặt và đồ trang sức giá trị của cô bỏ trốn. Trước khi kết hôn, Ni Lam và chồng hứa sẽ cùng nhau nhập cư vào Đức, nhưng không lâu sau đám cưới, cuộc sống của cô xuống dốc không phanh. Người chồng lộ rõ bộ mặt vũ phu, hành hung cô nhiều lần. Bàn tay thô bạo của chồng từng khiến cô sảy thai. Anh đổ lỗi cho tất cả bi kịch Ni Lam phải chịu là do không có đủ của hồi môn rồi anh lấy hết tiền mặt, đồ trang sức có giá trị của gia đình, rồi bỏ trốn. Hiện tại, nhiều năm sau vụ việc, Ni Lam vẫn nhớ rõ về cuộc hôn nhân bị bạo hành, đau khổ của mình. Người phụ nữ 37 tuổi đang sống cùng cha già và em gái ở thành phố Gurdapur, bang Punjab. Câu chuyện của Ni Lam không phải là cá biệt. Nhiều phụ nữ ở các khu vực khác cũng trải qua hoàn cảnh tương tự. Họ vỡ mộng sau kết hôn, bị lạm dụng, đối xử tệ bạc, chồng bỏ đi. Santos Cao sống trong ngôi nhà chật hẹp ở thị trấn Ludiana. Cha mẹ cô từng phải thế chấp ngôi nhà để có đủ tiền chuẩn bị của hồi môn và tổ chức lễ cưới cho cô. Thế nhưng, khi mới kết hôn được 15 ngày, cô phát hiện bị chồng lừa. Anh ta bỏ cô để đi sang Mỹ. Bây giờ, cô ấy đang phải vật lộn để trả những khoản nợ, trong khi sức khỏe bản thân ngày càng đau yếu. Cô còn bị bệnh tim. Cô tâm sự, cả gia đình tôi rơi vào trầm cảm. Mọi người thường trêu chọc tôi, họ hỏi rằng khi nào chồng về hay khi nào anh ấy đón đi sau nhiều năm suy ngẫm ni lam quyết định đệ đơn kiện chồng và gia đình anh cô đi khắp các đồn cảnh sát và tòa án nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cô chia sẻ cơ thể tôi yếu ớt vì từng bị bạo hành và tra tấn mục tiêu duy nhất của tôi là thủ phạm phải bị trừng phạt thích đáng tôi muốn trở lại cuộc sống trước đây ở ấn độ hầu hết các cuộc hôn nhân vẫn do gia đình sắp đặt nhiều bậc cha mẹ muốn con gái kết hôn với những người Ấn sống ở nước ngoài với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn khi đi theo chồng. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ theo ý của họ. Nhiều người phụ nữ sau khi kết hôn bị chồng bỏ rơi ở lại Ấn Độ sống khổ sở, tủi nhục. Satwai Dekawoo, điều hành tổ chức phi chính phủ phúc lợi xã hội Atnahi cung cấp hỗ trợ pháp lý và tài chính giúp đỡ những người vợ bị lừa, bị bỏ rơi. Cô từng rơi vào hoàn cảnh tương tự chồng của Sapphider đuổi cô ra khỏi nhà, anh bỏ đi vào năm 2015. Hiện nhóm của cô đã giúp hơn 400 người vợ bị bỏ rơi, chia sẻ câu chuyện của họ và theo đuổi các vụ kiện người chồng tệ bạc. Chúng tôi nhận được các cuộc gọi mỗi ngày từ các bang khác nhau, số lượng các vụ việc ngày một gia tăng, cô cho biết. Chính quyền bang Punjab đã thành lập cơ quan giúp phụ nữ tìm kiếm những người chồng bỏ trốn và có thể thu hồi hộ chiếu của họ. Tuy nhiên, có rất nhiều trở ngại trên con đường dẫn đến thành công Do thiếu các hiệp ước dẫn độ với các quốc gia khác nên việc truy đuổi những người chồng bỏ trốn gặp khó khăn. Với những người phụ nữ đau khổ này, sự thất vọng và bạo lực đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Bị lừa dối, tổn thương trong cuộc hôn nhân, những người phụ nữ như Nilam và Santos lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Họ đặt niềm tin vào các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa thành công. Vấn đề về của hồi môn cho con gái đi cưới chồng luôn là sự nhức nhối trong xã hội Ấn Độ trong xã hội tiêu dùng ngày nay, dần dần của hối môn trở thành đề tài tranh chấp dẫn đến những hậu quả hết sức tồi tệ khi bên nhà chồng không thỏa mãn với số tài sản của cô dâu. Điều đó có nghĩa là thành viên mới này không được chấp nhận. Do đó, cô dâu có nguy cơ phải trả giá cho sự nghèo nàn của mình và thường bằng chính mạng sống. Những biện pháp trừng phạt liên quan đến của hồi môn rất khác nhau. Thông thường, cô dâu bị thiêu sống hoặc bị đánh đập dã man cho đến lúc không thể chịu đựng nổi, buộc phải tự tìm đến cái chết. Hiện nay ở Ấn Độ, những tội ác liên quan đến của hồi môn hay nếp nghĩ bảo thủ coi bé gái là gánh nặng cần được phá thai tăng lên từng giờ. Tại một số vùng ở Ấn Độ, cô dâu bị tiêm thuốc độc để chết trong lặng lẽ. Trên thực tế, chỉ có khoảng 5% vụ việc được cảnh sát điều tra, nhưng 95% vụ còn lại được tạo dựng hiện trường giả tai nạn hay tự sát nên từ đó không ai quan tâm đến việc tìm hiểu sự thật về cái chết của cô dâu. Ngoài ra, cha mẹ ruột của nạn nhân ít khi tìm hiểu nguyên nhân cái chết của con gái mình do trong xã hội Ấn Độ khi con gái đi lấy chồng thì không còn là thành viên trong gia đình nữa. Bất chấp luật cấm giết cô dâu vì của hồi môn, ở Ấn Độ cứ 77 phút lại xảy ra một vụ như thế. Theo số liệu của Cục thống kê tội phạm quốc gia Ấn Độ, NCRB thông thường chính nạn tham nhũng lan tràn trong hệ thống tư pháp ấn độ khiến hiếm có vụ giết người vì của hồi môn nào được đưa ra xét xử trước tòa án một trong nhiều yếu tố tạo điều kiện cho tội ác không bị chặn đứng một yếu tố chính khác nữa là sự im lặng vì sợ liên lụy hay mất danh dự khiến cảnh sát không thể thu thập đủ chứng cứ để buộc tội về phần mình cô dâu may mắn sống sót không dám tố cáo thủ phạm với chính quyền mà im lặng chịu đựng vì xấu hổ đã không có của hồi môn dồi dào theo ý nhà chồng sự bùng nổ kinh tế được tán dương của Ấn Độ từ giữa thập niên 90, thế kỷ 20 giúp cho nhiều người tăng thu nhập và nó trở thành gốc rễ của làn sóng bạo lực liên quan đến của hồi môn. Yêu cầu về của hồi môn thường dưới dạng nữ trang, quần áo đắt tiền, ô tô sang trọng hay tiền mặt, được coi là bất hợp pháp ở Ấn Độ từ năm 1961, song luật cấm này hiếm khi được thực thi. Hủ tục này tác động đến mọi tầng lớp xã hội, từ nông thôn đến thành thị, của hồi môn có giá trị cao là cái giá mà cha mẹ cô dâu phải chịu nếu muốn con gái lấy được tấm chồng tử tế. Như tờ thời báo Ấn Độ đã công bố biểu giá về chú rể, có công việc làm thu nhập càng cao thì của hồi môn mà nhà chú rể đòi hỏi càng tăng. Ví dụ, một doanh nhân có tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Ấn Độ có thể đòi hỏi của hồi môn từ cô dâu là 1,5 triệu rupee, khoảng 375.000 đô la Mỹ còn chú rể làm việc trong ngành dịch vụ dân sự có giá là 2 triệu rupee, khoảng 500.000 đô la Mỹ. Thậm chí sau khi của hồi môn được trả xong, phía nhà chồng vẫn tiếp tục đòi hỏi tiền bạc cũng như những món hàng hóa xa xỉ từ gia đình cô dâu. Nếu yêu cầu không được thỏa mãn, cô dâu sẽ bị đánh đập và giết chết theo nhiều cách. Theo số liệu của NCRB, năm 2009, có 8.391 cái chết liên quan đến của hồi môn được ghi nhận trên toàn quốc còn năm 2010 là 8.383 vụ. NCRB cũng tiết lộ 90.000 vụ người chồng hay gia đình nhà chồng tra tấn ngược đãi cô dâu trong năm 2010 tăng 5% so với năm 2009. Theo Ranjan Nakumari, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội CSR, nhóm tư vấn về những vấn đề phụ nữ ở New Delhi, xu thế đòi của hồi môn càng mạnh nơi tầng lớp người giàu có và nổi tiếng. Ví dụ trong tháng 7 năm 2007, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, Ajit Singh bị bắt trong vụ bê bối liên quan đến việc người cháu trai của ông đòi mẹ vợ món hồi môn là chiếc Mercedes và một căn hộ khang trang. Trong năm 2006, cựu ngôi sao môn cricket, Monoi Pahaka của Ấn Độ phải hầu tòa vì tội hành hạ người vợ có của hồi môn không nhiều. Trong cuốn sách Những vụ giết người vì của hồi môn ở Ấn Độ, nhà sử học Vena Ondebok bình luận rằng Hủ tục của hồi môn đang ngày càng gia tăng như thể không có gì ngăn chặn được và khoản tài sản vô lý này được coi là nguồn thu nhập thiết yếu cho gia đình nhà chồng. Các nhóm trợ giúp phụ nữ nạn nhân của hủ tục của hồi môn ở Ấn Độ cho biết, giá trị của hồi môn thường cao gấp 7 lần thu nhập trong một năm của một người thành đạt ở Ấn Độ. Cho nên, của hồi môn thật sự là vấn đề ám ảnh chết người cho mọi gia đình nước này. Trong khi đó, ly hôn là chuyện không thể chấp nhận được ở Ấn Độ nên cô dâu đành phải câm lặng sống và chấp nhận đánh đổi cả tính mạng mình. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.